Bài đầu tiên mà chúng ta sẽ nghiên cứu đấy chính là viêm ruột thừa. Viêm ruột thừa thì có lẽ là gần như ai cũng đã từng nghe, đúng không? Ai cũng đã từng biết. Lần trước thì thầy Tiến chắc chắn đã nói đến vấn đề này rồi. Hôm nay chúng ta nghiên cứu đi sâu vào vấn đề bệnh học và đặc biệt là cái mặt lý thuyết thì các anh các chị có thể xem trên tài liệu người ta có hết rồi. Thế nhưng mà với cái tinh thần là chúng ta đi bệnh viện ít, cho nên là thầy sẽ nói kỹ hơn một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề lâm sàng. Đó, để giúp cho các anh chị nó có thể bù đắp phần nào trong cái vấn đề chúng ta thiếu hụt cái phần mà chúng ta lên đi thực tế. Cái đấy là quan trọng, tức là chúng ta hiểu bài quan trọng hơn là học thuộc bài. Đó, đấy, quan điểm là như vậy. Và chắc chắn là cái phần của tôi thì chắc chắn là anh chị không phải chép nhiều đấy, kể cả thi những câu hỏi thi cũng không phải chép nhiều, nhưng mà không hiểu thì có câu là chúng ta không làm được, giờ sách ra cũng không làm được. Đó, cái anh chị cố gắng có những vấn đề gì mà chưa rõ chúng ta có thể cùng nhau trao đổi. Mục tiêu của cái bài này thì chúng ta làm sao cần đạt được những cái hiểu được về các cái sinh lý bệnh, triệu chứng lâm sàng của các cái bệnh viêm ruột thừa. Đó. Và quan trọng nữa là cái thứ hai là chúng ta nắm được cái chẩn đoán, xác định và những cái chẩn đoán phân biệt đối với viêm ruột thừa. Đấy. Đứng sau này khi mà đứng trước một cái bệnh nhân viêm ruột thừa điển hình, chúng ta có thể khám và chúng ta có thể phát hiện ra nó. Đấy, như vậy là ít nhất là chúng ta sẽ tránh được những cái trường hợp như thế, chúng ta lại giữ lại chúng ta khám, chúng ta chữa thì là hơi phiền. Đó. Mục tiêu thứ ba, mục đích thứ ba chính là chúng ta hiểu được cái hướng điều trị và các cái biến chứng sau mổ của viêm ruột thừa. Thì đấy là những cái yêu cầu trong cái mục tiêu của cái bài ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nghiên cứu đến phần bệnh học. Đó, đến bệnh học thì viêm ruột thừa là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp. Cái đấy là nó có thể rất là phổ biến. Đó. Nguyên nhân của nó thì thường do những cái phì đại các cái nang bạch huyết ứ động các cái sản phẩm trong lòng ruột và những cái u ở thành ruột thừa hoặc là ở thành manh tràng. Đấy, như vậy chúng ta thấy có hai cái ý ở đây. Một, nó là một cái cấp cứu ngoại khoa phổ biến, đúng không? Thứ hai là nguyên nhân của nó là do cái gì? Phì đại ở các cái nang mạch huyết, rồi là ứ động trong lòng ruột, bao gồm các cái phân hoặc là dị vật, thế rồi các cái u, cái thành ruột thừa hoặc là thành manh tràng. Thì đấy là cái chúng ta hiểu cái khái niệm về cái viêm ruột thừa. Đó. Thế thì viêm ruột thừa nó hay gặp ở những người trưởng thành và những người vị thành niên. Thế còn những cái trẻ em thì nó ít gặp, và đặc biệt trẻ em dưới 3 tuổi thì ít gặp nữa. Đó. Thế thì đấy là cái người ta thấy thì phổ biến nó như vậy. Đó. Tức là có ít gặp nhưng không có nghĩa là không gặp. Mà trong những trường hợp chúng ta không gặp, đối với những trường hợp này chúng ta chẩn đoán rất là khó đấy, chứ không phải dễ đâu. Chẩn viêm thừa trên trẻ em là chúng ta khám rất là khó đấy. Thế thì nó sẽ chiếm đến 53,38% các cái phẫu thuật tiêu hóa, tức là theo cái thống kê của Tôn Thất Bách thì như vậy, không ạ? Tức là nó quá một nửa các phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa nói chung thì trong đó nó là viêm ruột thừa. Đấy. Thì như vậy chúng ta thấy nó rất phổ biến rồi, đúng không? Thì đấy là cái ý thứ ba, chúng ta lưu ý về cái viêm ruột thừa là cái đặc điểm như vậy. Thế còn cái tỷ lệ giữa nam và nữ thì người ta thấy rằng là ở nam ít hơn, cứ 2 người nam thì 3 người nữ đó, bị viêm ruột thừa. Nhưng mà khi trở về già thì cái tỷ lệ đó nó xấp xỉ ngang nhau, có nghĩa là 1:1, không có sự khác biệt nhiều. Các cái nghiên cứu người ta chỉ ra là như vậy, họ chỉ ra là như vậy. Thì như vậy là để chúng ta có những cái khi mà liên quan đến giới họ, thì chúng ta không có ở trong đầu chúng ta có, nếu là trẻ thì cái khả năng nữ nó vẫn cao hơn là ở nam. Họ. Thế và với cái viêm ruột thừa thì chúng ta cần phải chẩn đoán và can thiệp sớm để làm sao tránh các cái biến chứng có thể xảy ra, và các cái biến chứng nó sẽ nặng nề hơn nhiều.
Nếu chúng ta phát hiện sớm thì cái việc mà chúng ta can thiệp phẫu thuật viêm ruột thừa nó đơn giản, rất đơn giản. Nhưng mà nếu chúng ta để muộn thì rất phức tạp. Nhưng mà đến sớm có khi chúng ta mổ mổ nội soi được 2 3 hôm là về được rồi, ok. Hoặc là mổ mở thì có thể 1 tuần về được rồi. Nhưng nếu chúng ta để muộn, một là nó nguy hiểm tính mạng mà cái chi phí nó sẽ tốn lên, nhiễm trùng các thứ nó kéo dài ra, thậm chí một vài tháng điều trị phức tạp, đúng không ạ? Thế thì đấy là cần phải chẩn đoán sớm và can thiệp sớm. Và khi chẩn đoán thì phải mổ cấp cứu đấy. Chứ không phải là chúng ta cứ dùng thuốc chúng ta chữa, ra sức bốc thuốc với trường hợp này là hơi phiền. Thì đấy là cái một số những cái khái niệm cơ bản để chúng ta về cái chúng ta đi sang phần giải phẫu và giải phẫu bệnh. Trước hết là giải phẫu, thì vị trí của viêm ruột thừa gì nó được tách ra từ các thành sau của manh tràng và nơi tập trung ba cái giải cơ. Có ba cái giải cơ là bởi vì trong cái bào thai, trong cái phần mà mô học gọi là bào thai học ấy, thì cái phần ruột thừa chính là cái phần tiếp nối của đáy manh tràng dài xuống dưới. Ở những cái thời động một số động vật có vú là ngày xưa những cái đó là người ta dự trữ để chứa thức ăn, xong rồi người ta nó nôn ngoại lên và nó lại tiếp tục tiêu hóa tiếp. Nhưng mà ở người thì cái bậc chúng ta là cái loại tiến hóa rất là tiến bộ rồi, trên cái chỗ này nó không dùng đến và nó teo đi, teo đi và sau này nó không có nhiệm vụ gì cả. Đấy, nên gọi là thừa, viêm ruột thừa hay là cái ruột thừa chính là thế. Nó như một cái tổ chức thừa. Đó. Thế thì nó có ba cái giải cơ như lý do như thế. Thực chất ngày xưa là nó là một đoạn kéo dài của manh tràng đó, khi ở bào thai. Thế thì cái vị trí mà của ruột thừa nó thường gặp ở đâu? Trước hết là nó nằm ở phía trước hoặc phía sau của đoạn tận của manh tràng, tức là cái đoạn cuối của manh tràng, thì như vậy nó nằm có thể phía trước hoặc có thể phía sau. Đó. Thế thì nằm sau manh tràng thì nói chung là nó phức tạp bởi vì là thậm chí nó có thể hay chui cả qua cái phúc mạc, tức là nó nằm ngoài ổ bụng của chúng ta. Đấy, thế thì đấy là cái phức tạp. Và có thể nó nằm ở trong tiểu khung cũng có. Đó. Tức là cái tiểu khung sát với buồng trứng, và như vậy trong trường hợp này thì nó rất dễ nhầm trong chẩn đoán với các bệnh phụ khoa đó, ví dụ u nang buồng trứng xoắn, trường ngoài tử cung hoặc viêm phần phụ vân vân, rất dễ nhầm. Cho nên là đấy là những trường hợp mà nó nằm hơi khác biệt đi thì chúng ta thấy là cái chẩn đoán nó sẽ rất khó khăn đó. Về cấu tạo thì ruột thừa nó có cái hình như con giun, giống như con giun thế, và nó dài từ 2 đến 20 phân đấy, nó dài nhất là khoảng 20 phân phần gan, có thể có những thế. Thế nhưng mà về già thì nó thoái hóa, trung bình của nó chỉ có khoảng đa phần thì là chỉ khoảng 9 cm, khoảng ấy thôi. Đó. Thế thì dưới niêm mạc của cái ruột thừa là các nang bạch huyết, các cái nang bạch huyết. Và về già thì con người càng trở về già thì các cái này nó thoái hóa và dần dần thì nó hết, nó không còn cả cái nang bạch huyết nữa. À, thì đấy là cái phần cấu tạo của nó như thế. Và nó được nối với mạc treo hồi tràng bằng cái mạc treo ruột thừa kéo tiếp xuống. Thế và lòng ruột thừa thì nó nhỏ thôi. Nó thường bình thường là phân nó không xuống được vì nó nhỏ lắm. Nó được thông với lòng manh tràng. Đấy, cái gốc thì nó hơi bị đẩy ra phía sau manh tràng là bởi vì cái mặt trước và mặt bên của manh tràng nó phát triển, cho nên là nó có xu hướng nó đẩy cái gốc của ruột thừa hơi lùi ra sau đó. Nên là cái đấy là nó ra sau và hơi xuống dưới, bởi vì mặt trước và mặt bên của manh tràng nó phát triển hơn là cái mặt sau đó. Thế thì đấy là cái giải phẫu về cấu tạo của nó có mấy cái đặc điểm như vậy. Ở động mạch của ruột thừa là một nhánh của động mạch hồi tràng, nó đi ở trong mạc treo của ruột thừa, nó đi dọc theo cái bờ ruột do của phần ruột thừa.
Hình như là mạng không có không ổn đúng không ạ? Dạ vâng ạ, em với thầy mạng hơi kém ạ. Rồi, chờ thầy một tí, thầy di chuyển vị trí vậy.
Ok, kênh như chị có nhìn thấy slide không ạ? Dạ có đây ạ. Và tiếp tục ạ. Thế thì cái động mạch thì nó chạy như vậy. Đó, thế phần đầu của ruột thừa thì đa phần nó nằm trong phúc mạc, tức là nó nằm trong cái ổ bụng của chúng ta. Thế nhưng mà có một số ít, nó có khoảng độ 5% thì nó nằm ngoài phúc mạc, tức là nó nằm ra bên cái ngoài cái ổ bụng của chúng ta. Phúc mạc nó ở bên trong, cái này nó nằm ra ngoài. Đó. Một số thì nó lại lạc chỗ nữa, nó có thể ở góc lách, nó có thể ở góc gan, và thậm chí nó có thể ở hố chậu trái, hố chậu trái. Trong một số các cái trường hợp mà nó các cái phủ tạng đảo ngược chẳng hạn, thì nó nằm bên trái. Thì những trường hợp ấy thì rất khó khăn cho chúng ta chẩn đoán. Thế còn những cái trường hợp mà nó nằm ngoài phúc mạc như thế này thì khi can thiệp phẫu thuật chúng ta cũng rất mệt, rất là khó khăn trong vấn đề tìm cũng như là chúng ta bóc tách. Bởi đấy cái này để chúng ta biết là ruột thừa nó rất dễ, nhưng nó có một số các trường hợp thì chúng ta lại rất là khó khăn. Về giải phẫu bệnh thì chúng ta có bốn cái thể viêm. Chúng ta thấy cái thể nhẹ nhất bắt đầu là nó là cái thể xuất tiết đó, thì ruột thừa nó sưng lên, sung huyết và nó có thể lúc đấy nó sẽ bắt đầu có những cái dịch thoát ra, gọi là dịch dịch, dịch tiết đó. Thì đấy là gọi là thể xuất tiết. Cái thể nặng hơn nữa là nó thể mủ. Đó, thể mủ ruột thừa ở đây nó căng mọng lên, thế mà nó ở trong lòng thì nó có mủ thối, và cái thể thứ ba là thể hoại thư, tức là lúc này nó đã hoại tử đen rồi, các cái thanh mạc của nó cũng bắt đầu mủn rồi và các cái dịch nó tràn ra ổ bụng thối lắm đó. Nếu mà ai đã từng ngửi một lần thì chắc nhớ mãi đấy, là cái mùi đặc đặc trưng của cái hoại tử ruột thừa. Thế và một cái thể thứ tư nữa là cái thể mà viêm ruột thừa thủng, tức là sau khi nó đã hoại tử rồi thì nó thông ra ngoài, và như vậy thì nó có thể dẫn đến gì, kể cả phân viết nó sẽ tràn ra ngoài ổ bụng, từ manh tràng nó sẽ phì ra xuống dưới. Đó. Thế thì đấy là bốn cái thể trong giải phẫu bệnh chúng ta có thể gặp. Đó. Đây là một cái hình ảnh của cái ruột thừa bình thường đấy, phải là giờ. Thì đây hình ruột thừa thì chúng ta thấy trên cái manh tràng đây thì ba cái giải cơ dọc dưa đây, một giải, hai giải và cái giải thứ ba là này, cuối cùng nó hội tụ nhau ở chính ở cái gốc ruột thừa. À, gốc ruột thừa. Còn cái này là cái hỗn tràng, là cái hồi tràng. Đấy, thế thì đấy là cái ruột thừa chúng ta nhìn. Và đây chính là cái mạc treo này là của hồi tràng, nó chạy tiếp xuống dưới này để nó nuôi dưỡng ruột thừa, là mạc treo ruột thừa. Nên khi mổ là người ta phải cắt cầm máu chỗ này mà người ta mới cắt được cái gốc đi. Đấy, thế đây là các cái vị trí mà chúng ta thấy là rất nhiều vị trí. Đó, rất nhiều vị trí. Đây là bình thường nó nằm trước như này. Đấy, nằm xuống dưới vào cái này là nằm cái này là nó đã quặt sang xuống cái vùng tiểu khung rồi, còn cái chấm 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 này là nó ra đằng sau, còn cái đường này là nó vắt lên cái hồi tràng. Thế cho nên là rất nhiều các vị trí nó có thể nằm, nó vắt lung tung như thế, các hướng như thế. Đó. Thì tất cả những cái vị trí đó bình thường thì là cái đây là cái vị trí bình thường, vị trí bình thường. Hai cái vị trí này là vị trí bình thường. Đó. Đấy là chúng ta nhìn những cái vị trí nó có thể gặp. Đây là các cái mạch máu động mạch, thì chúng ta thấy là mạch máu nó chạy bên trong các cái mạc treo. Đây nó chạy ở vòng gần cái bờ tự do của mạc treo và nó chia các nhánh vào để nó nuôi dưỡng ruột thừa. Đó. Các cái động mạch. Đó. Thế thì đấy là những cái hình ảnh mà chúng ta thấy hệ thống mạch máu nó nuôi dưỡng. Thực chất nó là một cái động mạch ruột thừa, nó là một nhánh của cái động mạch hồi tràng. Đấy, động mạch hồi tràng. Đấy, okay.
về sinh lý bệnh thì từ cái nhiễm khuẩn ở trong lòng ruột có thể có, tức là cái viêm nhiễm ở trong cái lòng ruột thừa, có thể từ vi khuẩn ở đâu đó nó xâm nhập vào đấy và nó gây ra viêm ở lòng ruột, rồi nó phù nề nó sung huyết lên, hoặc là nó do phân, bình thường phân nó không có ở đấy nhưng mà bây giờ tự nhiên do co bóp rồi thì một lý do gì đó thì phân nó chui xuống dưới, hoặc là do dị vật, ví dụ như một hạt táo hay là một hạt dưa hay cái gì đó, đó nó rơi xuống dưới đó. Và hay gặp nhất là trẻ con đấy là run run chui chui xuống dưới đó, thế là nó làm tắc nghẽn cả cái lòng ruột, tắc nghẽn cả cái lòng ruột thừa, và từ cái tắc nghẽn này nó gây lên là tăng áp lực, tức là nó nén xuống và tăng áp lực, máu nó bị chèn ép, ứ trệ máu lưu thông, và từ cái ứ trệ máu lưu thông thì nó dẫn đến thiếu máu nuôi của cái khu vực đấy, và giai đoạn này thì bắt đầu các vi khuẩn nó tấn công vào và nó gây ra nhiễm trùng, gây ra nhiễm trùng. Thế thì cái giai đoạn cấp tính thì nó đầu tiên nó sung huyết, nó dẫn đến các cái thanh mạc, tức là cái vỏ bên ngoài đấy, cái lớp bên ngoài á, thì nó bắt đầu dày lên và nó lấm tấm đỏ, lấm tấm đỏ. Đến khi mà nó căng lên thì nó giãn ra thì nó sẽ xuất tiết các huyết tương ra, và rồi nó ứ trệ tăng lên và cái nuôi dưỡng nó kém đi, dẫn đến cái mưng mủ, và cuối cùng là nó hoại tử thành áp xe hoại tử. Thì đấy là các cái tiến trình diễn biến của một cái viêm nhiễm ở ruột thừa nó như vậy. Về nguyên nhân thì tắc ruột thừa ở đây thì thứ nhất là có thể gặp là sỏi phân hoặc là giun, hai cái đấy cũng là hay gặp đó. Sỏi phân hoặc là giun. Thứ hai có thể gặp là nhiễm trùng, tức là nhiễm viêm nhiễm ở trong cái lòng mạch ở của cái lòng ruột thôi đó. Những cái vi khuẩn trong đường ruột của chúng ta thì rất nhiều, có thể từ manh tràng xuống hoặc ngay bản thân ở ruột thừa, thì hoặc là một cái ổ viêm ở đâu đó nó chạy vào và cuối cùng nó dừng lại đấy và nó gây ra viêm nhiễm. Thế rồi là tắc nghẽn các mạch máu ruột thừa, những cái trường hợp mà nó do nhiễm trùng gram mâm thì chúng ta đa phần những cái vi khuẩn đường tiêu hóa thì chúng ta đã hay gặp cái gram mâm đó. Thế hoặc là nó có thể do cái lòng ruột thừa nó phát triển, tức là nó quá sản những cái phát triển của niêm mạc ruột thừa thì nó dẫn đến cái chuyện là phù nề rồi là chèn ép vào và gây viêm đó, ứ trệ tuần hoàn đấy và gây viêm. Thì đấy là những cái nguyên nhân chúng ta có thể gặp đó. Như vậy, nếu như vậy thì sau này chúng ta để ý mỗi một nguyên nhân nó có thể sẽ chỉ điểm một cái triệu chứng khác nhau đó, triệu chứng khác nhau. Ví dụ như nếu một nguyên nhân do sỏi phân có thể là do giun thì rõ ràng cái đau của nó khác, nó sẽ không, khi mà chúng ta hiểu cái cơ chế ta thấy cái đau của nó sẽ khác đó. Thì đấy là cái thì các cái nguyên nhân mà chúng ta có thể gặp như vậy. Vậy chỉ chẩn đoán bệnh thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải nghiên cứu các cái triệu chứng lâm sàng, triệu chứng lâm sàng. Về lâm sàng ở đây thì thứ nhất là cái đau bụng, rối loạn tiêu hóa, và đôi khi là có cái bí trung đại tiện hoặc là tiêu chảy. Thế thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta đi đau bụng. Đau bụng ở viêm ruột thừa nó có đặc điểm gì? Thì ở giai đoạn đầu nó sẽ đau mơ hồ. Nhiều người chúng ta cứ nghĩ đau ruột thừa đau lắm. Không phải thế. Không phải thế. Đau ruột thừa đầu tiên nó chỉ là mơ hồ, đau tưng tức ở vùng đâu đó, rồi cuối cùng nó cứ trú lại hố chỗ phải, hoặc là nó đau luôn ở hố chỗ phải. Đó. Thì nó có thể đau ở thượng vị, rồi nó lan xuống rốn, xong rồi mãi nó cứ không rõ cái vị trí nào, rồi cuối cùng thấy là cuối cùng nó đau nhiều ở hố chỗ phải. Nói tóm lại nó đau ở đâu đó hoặc nó đau luôn ở cái hố chỗ phải. Đấy, đấy, như vậy. Thế thì cái tính chất đau của nó là gì? Đau liên tục âm ỉ. Đấy, để sau này có những cái phần đau bụng khác chúng ta để phân biệt với nó. Liên tục âm ỉ và người bệnh đôi khi phải đi nghiêng về bên phải, cử động đột ngột, hoặc là khi ho là bệnh nhân thấy đau đau ở cái nó chỗ phải, càng ngày nó càng tăng dần lên
mới đầu thì nó chưa rõ, rồi nó rõ dần lên, rồi nó cảm giác cuối cùng mình phải để ý đến nó, và đến mức nữa là mình không dám thở mạnh nữa. Đấy, thế thì nó từng cái mức độ như vậy. Thì đấy là cái đau, chúng ta nhớ cái đau, các cái vị, các cái tính chất của nó như vậy. Thứ hai, rối loạn tiêu hóa thì đây có thể bệnh nhân chán, rối loạn tiêu hóa, chán ăn, nôn hoặc là buồn nôn. Đấy, nôn hoặc là buồn nôn chứ nó không hẳn là nôn nhiều đâu. Đấy, có khi chỉ là buồn nôn thôi. Thế và đôi khi thì nó có táo bón, bí trung đại tiện hoặc là tiêu chảy, tức là nó vẫn là cái rối loạn tiêu hóa thôi. Táo bón hay là bí trung đại tiện hay là tiêu chảy thì nó là cái, thì nó không cố định ở một cái triệu chứng nào. Đấy là cái triệu chứng của ruột thừa, thì chúng ta lưu ý như vậy. Ở toàn thân thì nó cũng tùy theo từng giai đoạn. Thường thường thì bệnh nhân đến với mình là sau độ và gần một ngày rồi hoặc là một buổi rồi đó, thì bệnh nhân sẽ có cảm giác sốt nhẹ, sốt nhẹ 37, 37 độ 5, 38 độ đó. Môi khô lưỡi bẩn, cái này nó tùy giai đoạn. Anh càng đến muộn thì cái nhiễm trùng nó tăng lên, thì cái sốt nó tăng lên và cái hội chứng nhiễm trùng nó tăng lên, môi khô lưỡi bẩn. Như vậy là nó tùy các cái giai đoạn của chúng ta, người ta đến với ta sớm hay là muộn. Thậm chí khi mà người ta mới đau cái, người ta đến thậm chí là nó chưa có sốt, hơn 36 độ, 36 độ 7, 36 độ 8, ví dụ như thế, thậm chí 37 độ thế thôi. Thế thì đấy là cái đó nó tùy theo cái giai đoạn người ta đến với mình. Về cái khám tại chỗ thì chúng ta thấy cái gì? Đó. Thì trước hết là chúng ta cần phải khám nhẹ nhàng, từ vùng không đau đến vùng vùng đau. Đấy. Chúng ta nhìn nhiều khi trên các cái phóng sự, trên TV thấy các bác sĩ khoác áo blue cầm cái bàn tay chọc chọc tí cái đầu ngón xuống bụng người ta, rồi chúng ta khám lòng quăng. Không phải nhà ngoại khoa, không ai khám thế. Thì đấy là cái phải nhẹ nhàng áp cả cái lòng bàn tay xuống, đưa ngược chiều cái đấy, và ổn định lại cho. Thế như vậy là chúng ta phải khám rất là nhẹ nhàng, phải đi từ vùng không đau đến cái vùng đau. Thế mà nhiều khi chúng ta xăm 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 xăm, chúng ta lấy cái ngón tay như là dị chọc người, chém người ta thì nó phát khiếp ngay từ đầu, người ta co cái cơ lên, cái khám nó không còn chính xác nữa. Đôi khi chúng ta phải vừa nói chuyện với bệnh nhân mà vừa khám để người ta không để ý đấy. Thế thì như vậy là chúng ta mới dò tìm các cái điểm đau chính xác được. Mới đầu thì bụng thường là mềm, và khi mà người ta chưa có viêm phúc mạc thì thường nó mềm. Thì mềm. Thế và cái vùng hố trộm phải thì nó sẽ có cái phản ứng. Phản ứng. Và chúng ta nhẹ nhàng sờ kiểm tra thì cảm giác như là cái vùng hố trộm phải thì nó co cơ hơn, và chúng ta ấn sâu bệnh nhân đau. Đó. Bệnh nhân đau, còn bệnh nhân nhăn mặt, thậm chí là gạt tay chúng ta ra, gạt tay chúng ta ra, thì đấy là cái khám khi chúng ta sờ thì chúng ta thấy như vậy đó. Thế và chúng ta tìm điểm đau. Điểm đau ở đây là chúng ta sẽ ấn vào cái điểm MacBook này. MacBook này trước học triệu chứng học chắc chắn là thầy đã nói rồi cái này rồi đó. Cái điểm MacBook này chính là điểm nối giữa gai chậu trước trên phải với rốn, nó nằm ở vị trí 1 phần 3 ngoài. Đấy, chúng ta nhớ như thế. Nhưng mà ngay lập tức chúng ta đừng có ấn ngay vào đấy, ta phải khám nhẹ nhàng xung quanh, và chúng ta nhẹ nhàng đến vùng đấy chúng ta ấn sâu xuống, thì như vậy bệnh nhân sẽ đau nhăn mặt và cả cái này là trong trường hợp với ta gọi là MacBook gây dương tính. Thì đấy đấy là một cái triệu chứng chỉ điểm rất là quan trọng, rất quan trọng. Các cái điểm đau
Thứ hai chúng ta có thể kiểm tra đấy là cái điểm đau trên vai trậu phải. Đấy, cái điểm đau này trong trường hợp chúng ta ấn đau ấy thì gặp ở những cái ruột thừa nó nằm ở sau manh tràng. Như vậy cái vị trí nó không phải nằm ở cái vị trí sinh lý kia nữa mà nó ngay ở trên cái gai chậu phải. Thì như vậy thì bệnh nhân sẽ chói ở cái điểm này. Thì đấy là cái một cái điểm chúng ta cần không bỏ qua. Một số thì chúng ta thấy là bệnh nhân có cảm giác tăng cái cảm giác đau. Tức là khi bình thường chúng ta chạm vào da chỗ nào bệnh nhân đau ở vùng hố chậu phải. Thế thì đấy là cái một số bệnh nhân nó có thể gặp như thế. Đó. Cái thứ hai, cái thứ ba chúng ta cần tìm đấy là cái dấu hiệu Blue Mê. Đó. Dấu hiệu Blue Mê thì như vậy là đau khi mà chúng ta ấn tay trên cái hố chỗ phải đó. Sau đó chúng ta đột ngột chúng ta bỏ rút tay ra thì bệnh nhân đau. Cái đấy người ta gọi dấu hiệu Blue Mê dương tính. Đó. Thì là như vậy là cái dấu hiệu này cũng quan trọng, quan trọng. Một cái dấu hiệu nữa chúng ta có thể kiểm tra đấy là cái dấu hiệu Roxin. Roxin tức là bệnh nhân đau ở hố chậu phải thì chúng ta nhẹ nhàng ấn ở vùng hố chậu trái. Đấy, tác dụng của nó là gì? Tác dụng của nó là chúng ta ép cái hơi ở đại tràng về cái vùng manh tràng và như vậy bệnh nhân thấy đau. Thì đấy chính là cái dấu hiệu Roxin dương tính. Đó. Thế thì như vậy là mấy cái dấu hiệu đó là nó bổ sung góp phần cho chúng ta tăng thêm cái chẩn đoán, tăng thêm cái chẩn đoán viêm ruột thừa. Thế thì ngoài những cái ra thì chúng ta có thể kiểm tra thêm các cái điểm, thí dụ điểm lens. Điểm lens thì là 1/3 bên phải đó và hoặc là bên trái đường nối hai cái gai chậu trước trên. Thế thì đường đường cái điểm này là điểm gì? Đấy, trong trường hợp mà chúng ta ấn cái điểm này nó đau thì chúng ta phải chú ý đến cái sỏi niệu quản. Đấy, cái niệu quản khi nó chuẩn bị chạy vào trong tiểu khung ở cái chỗ là nó cái chỗ gồ lên này, thì nó hay bị tắc, sỏi hay mắc ở đấy. Và trong trường hợp ấy thì chúng ta cũng ở hố chậu phải nhưng nó ở cái điểm 1/3 ngoài đường nối hai gai chậu trước trên với nhau. Thế còn của viêm ruột thừa là nối gai chậu trước trên với rốn hai cái nó khác nhau, có gần nhau thôi chứ không phải là trùng, thì chúng ta cũng kiểm tra để chúng ta có những cái phân biệt trong chẩn đoán. Đấy là cái điểm nữa, một cái điểm đau mà chúng ta cũng cần phải kiểm tra để ý đấy là cái điểm cladodes, đó tức là cái điểm giao giữa cái đường gai chậu, hai gai chậu trước trên với nhau với cái bờ ngoài cơ thẳng to. Chúng ta lên gân mụn chúng ta thấy có hai cái múi cơ đấy, thì đấy cái cơ thẳng to thì đường giao với cái điểm giao với cái đường nối hai gai chậu thì đấy chính là cái điểm cladodes. Và trong những trường hợp viêm nhiễm đặc biệt là như u nang buồng trứng hoặc là u nang buồng trứng xoắn hoặc là trường ngoại con, chúng ta có thể ấn những cái điểm có thể đau. Đó. Thì đấy là những cái để chúng ta phân biệt thêm với các cái chẩn đoán của viêm ruột thừa. Về cận lâm sàng đó, thì thứ nhất là xét nghiệm. Xét nghiệm ở đây chúng ta sẽ thấy một cái gì? Một là cái bạch cầu tăng cao. Bạch cầu tăng thì chủ yếu là nó tăng ở cái nhóm là bạch cầu đa nhân trung tính. Thế rồi cái tốc độ máu loãng có thể tăng. Thì đấy là những cái chỉ điểm. Cái này chủ yếu là cái chỉ điểm có dấu hiệu nhiễm trùng. Cái thứ hai là chúng ta có thể siêu âm. Đấy, trước đây thì chúng ta chưa nhiều phát triển nhiều. Cái thời ngày xưa mà chúng tôi mổ viêm ruột thừa này chỉ là sờ tay quyết định thôi. Bây giờ thì chúng ta siêu âm CT thoải mái. Đó. Thế cho nên là siêu âm thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh xung huyết. Đó. Và ở quanh cái ruột thừa thì nó có thể có dịch. Đấy là cái chúng ta chẩn đoán được, chúng ta có thể đo được cái kích thước của cái ruột thừa đó. Đó. Thế rồi trong cái chụp cắt lớp CT scan thì người ta thấy ruột thừa to và cũng thấy cái có dịch thì trong đó, thì như vậy là người ta có thể chẩn đoán quyết định. Đó. Đôi khi người ta siêu âm người ta thấy hình ảnh rõ rồi thôi. Đó.
thì chúng ta có thể quyết định và chúng ta can thiệp chẩn đoán xác định. Đây là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy người ta có thể đo được cái kích thước của nó đây, hay là cái đường lòng của cái gốc của cái ruột thừa đó, người ta có thể đo được. Thì đấy là những cái mà hình ảnh siêu âm nó giúp cho cái chẩn đoán của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ liên quan đến các cái thể lâm sàng, các cái thể lâm sàng. Thể lâm sàng ở đây thì thứ nhất là theo vị trí thì chúng ta có viêm ruột thừa sau manh tràng, tức là nó nằm ở vị trí sau manh tràng. Đấy. Những cái trường hợp này thì khó chẩn đoán hơn bình thường. Đó. Nó đau thường nó lan sau lưng và hố chậu phải, có khi chúng ta là cảm giác đau không rõ. Đó. Bởi vì cái vị trí của nó nằm phía sau manh tràng. Đó. Thế đấy là cái hố chậu phải thì nó không rõ đâu. Thứ hai là đôi khi thì chân phải co lên do kích thích của cơ đáy chậu. Mà trong trường hợp này thì là rất dễ nhầm với cái viêm cơ đáy chậu. Viêm cơ đáy chậu là cái rất hay gặp. Nhiễm trùng tức là bị cái cơ đáy chậu nó bị viêm. Thế thì ở đây nó trường hợp này do kích thích cơ đáy chậu thì nó có triệu chứng nó cũng gần như thế. Lúc nào bệnh nhân phải cúi xuống bên phải, co chân lên, đau đi lò dò. Đấy, thế thì đấy là những cái thì đấy nó dễ nhầm, bởi vì nó ruột thừa nó chui ở cái nằm ngay ở cơ rồi, ngay trên mặt cơ rồi, cho nên là nó bị kích thích. Thì đấy là cái dấu hiệu thứ hai. Và chúng ta sẽ ấn điểm đau của nó là điểm đau ở trên mào chậu phải, đau chói, chứ không phải là cái điểm bong bung đây. Đấy, như vậy để chúng ta thấy rằng là nó phụ thuộc vào cái vị trí nằm thì cái triệu chứng nó cũng có thay đổi, có thay đổi. Cái thể thứ hai theo vị trí đấy là cái viêm ruột thừa tiểu khung. Thì thường là có cái dấu hiệu đái rắc, đái mút, bởi vì nó nằm ở trong tiểu khung thì nó kích thích bàng quang, cho nên là tăng cái co bóp lên, bệnh nhân có cảm giác vào buồn rặn, muốn đái rắc, đái mút. Thứ hai là đau thường xuống dưới thấp, và khám trực tràng ấy, âm đạo ấy, thì chúng ta sẽ có thể thấy chói ở cái thành bên phải, chói ở cái thành bên phải. Như vậy là đấy là cái để chúng ta có thể để phân biệt. Với ví dụ như đái rắt là chúng ta đái buốt là chúng ta sẽ rất dễ nhầm với cái đau của sỏi niệu đạo, quên, sỏi niệu quản đó. Nhưng mà nếu mà là sỏi niệu quản thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Nếu sỏi niệu quản chúng ta cái đau của nó đau từng cơn, vì do cái cố co bóp của nó, bóp mỗi lần bóp vào hay là nó đau để nó tống cái sỏi xuống, cho nên đau từng cơn mà lan xuống đường sinh dục ngoài đó. Đấy là chúng ta phải khai thác kỹ để chúng ta loại trừ, phân biệt với những cái bệnh lý khác là ví dụ thế. Thế đấy là cái thế mà đau ở đây là từ phía thấp, khi chúng ta thăm trực tràng hoặc là âm đạo thì chúng ta thấy là nó có điểm chói ở cái thành bên phải. Cái thứ ba, cái thể thứ ba theo vị trí này là cái trường hợp viêm ruột thừa ở dưới gan, tức là nằm cao tít lên trên gan, ngay ở dưới gan. Thì như vậy vị trí nó đã khác rồi, ở vị trí khác nhau mà nó đau nhiều cái mạng sườn phải và hạ sườn phải. Và cái vị trí nữa là cái viêm ruột thừa ở chậu phải, hố chậu phải, hố chậu trái. Hố chậu trái tức là nó nằm đảo trong bên kia rồi, bình thường thì nó không nằm ở đấy. Thì trong những trường hợp này chúng ta phải kiểm tra khám toàn diện thôi, khám toàn thân, kể cả chụp tim phổi chúng ta thấy là tim sang bên phải. Đấy. Như vậy là tất cả nó đảo lộn sang, dạ dày giết nhảy sang bên phải, tim sang bên phải, ruột thừa sang bên trái, như thế. Thế thì những cái trường hợp ấy là chúng ta phải khám khám toàn thân. Tất nhiên cái trường hợp này ít gặp hơn. Cái trường hợp ấy là một cái da đã nó gọi là da dị tật rồi. Thì đấy là cái loại thứ hai nữa là nếu mà chúng ta xem xét ở cái góc độ thể cơ địa, dưới cái dạng cơ địa tức là theo lứa tuổi đấy, thì chúng ta có viêm ruột thừa trẻ em. Ở trẻ em đây nó có hai dạng, loại là còn bú thì tôi là trẻ nhỏ đấy, thì nói chung hiếm gặp và thường là chúng ta chẩn đoán muộn, khó khó chẩn đoán lắm.
bởi vì là trẻ chưa biết cái nói, chưa biết thôi. Đấy, cho nên cái chỉ biểu hiện bằng cái bỏ bú bỏ, rồi là trằn trọc, rồi là quấy khóc thế thôi. Thế rồi rõ hơn nữa thì có tí sốt đó. Thì rất khó chẩn đoán những cái trường hợp này đó. Thường là muộn rồi thì chúng ta mới phát hiện ra. Cái loại thứ hai là của trong cái ruột thừa trẻ con là cái loại từ 2 đến 5 tuổi, thì các cái triệu chứng của nó cũng không rõ ràng, chúng ta cũng dễ bỏ sót đó. Và chúng ta cần phải khám kỹ phát hiện các cái dấu hiệu như là quấy khóc này, trằn trọc này, sốt này, nôn, ỉa chảy, vân vân. Thế thì chân bệnh nhân sẽ có cái gì co gấp lại vào thành bụng do cái cơ vùng mũi chèo phải này nó co, cho nên nó duỗi thẳng ra nó đau. Đó. Và sờ vào bụng thì chúng ta phải khám hết sức nhẹ nhàng để cho các cháu nó không lên gân bụng. Chứ nếu nó lên gân bụng thì có nghĩa là chúng ta không chính xác rồi đó. Và có thể thăm trực tràng thì cũng thấy thành ở bên phải thì nó rất đau, rất đau. Thì đấy là cái dạng viêm ruột thừa trẻ em. Một cũng trong cái thể lứa tuổi này thì có viêm ruột thừa người già thì cũng khó chẩn đoán. Đấy, nói chung trẻ em và người già đều khó chẩn đoán. Tại sao vậy? Vì là những cái trường hợp viêm ruột thừa người già thì thường là cái phản ứng của cơ thể trước các cái viêm nhiễm nó yếu, cho nên là gì, các cái dấu hiệu thường là đau, chán ăn, buồn nôn thường gặp, có thể sốt hoặc không, bởi vì cái phản ứng miễn dịch của họ kém lắm. Đó. Thế rồi thành bụng thế, sờ mềm nhẽo đó, bởi vì là cái phản ứng trước những cái viêm nhiễm của cái người già yếu. Đấy. Cho nên là những trường hợp này cũng là cái trường hợp khám phải khám rất là kỹ thì chúng ta mới không bỏ sót. Đấy, người già và trẻ em là như vậy. Cũng ở liên quan đến cái cơ địa thì chúng ta có thể là viêm ruột thừa trên phụ nữ có thai. Đấy, thì đây cũng là một cái loại chúng ta khó chẩn đoán. Nếu mà nó là 6 tháng đầu thì nó không có nhiều khác biệt lắm, bởi vì là nó thai nó chưa phát triển to, cho nên nó cũng tương đối như là người bình thường thôi. Thế nhưng mà đến 3 tháng cuối thì đúng là khó khăn. Thai nó to lên, nó đẩy cái manh tràng cũng như là ruột thừa ra cái vị trí lên cao và đẩy ra sau nhiều hơn. Đúng không? Cho nên là khám rất là khó. Và nó căng bụng dưới, nó căng và rất khó. Thế thì thường là người ta phải làm gì à, để phát hiện nó ra cái trường hợp này? Thường người ta cho nằm nghiêng sang cái bên trái, nằm nghiêng sang bên trái và người ta phải khám bên mũi chậu phải, như vậy nó sẽ dễ dàng hơn, dễ dàng hơn. Thứ hai là người ta có thể cho bệnh nhân nằm ngửa à, đấy, xong một tay để bên cái thân tử cung bên trái, nhẹ nhàng từ từ chúng ta ấn sang bên phải, nó giống như cái dấu hiệu sinh đấy. À, thì chúng ta thấy gì, nó đau, bệnh nhân đau thì đấy là cái trường hợp mà chúng ta cái triệu chứng rất có giá trị. À. Và ở phụ nữ có thai thì bệnh nó tiến triển rất là nhanh, tức là nó không chậm như người già mà nó cũng không chậm như người bình thường, cho nên là nếu chúng ta không phát hiện được sớm thì nó rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến thứ nhất là sức khỏe người mẹ, thứ hai là sức khỏe thai nhi, cái nhiễm trùng và nhiễm độc nó vào rất là phức tạp. Đó. Và nếu là cho nên cần phải phát hiện sớm và cần phải phẫu thuật sớm. Đấy là cái trường hợp với cái người với phụ nữ có thai thì ta phải lưu ý như vậy. Thế còn nếu như chúng ta dựa vào diễn biến của bệnh, tức là cái tiến triển đấy, thì nó có các cái thể gì? Một là cái thể viêm ruột thừa nhiễm độc. Thì cái này hay gặp ở người trẻ, ở trẻ em hoặc là những người vương tráng đấy, thì nó lại dẫn đến cái hoại tử và cái tình trạng sốc nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, nhiễm độc, có thể sốt 39 40 độ, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt hoặc là thở nông, rồi là đầu chi tím lạnh, vân vân. Thì đấy là những cái triệu chứng của những cái trường hợp nó bị nhiễm trùng, nhiễm độc. Thế còn ở dấu hiệu bụng thì có thể bụng trướng nhẹ hoặc là không rõ các cái phản ứng. Thăm trực tràng thì nó đau chói ở vùng thành phải. Và cái thể này cần phải được mổ sớm, cắt ruột thừa, rửa và lau sạch cái ổ bụng. Điều trị kháng sinh liều cao. Vì cái này ngoài cái chuyện nhiễm trùng ra, chúng ta phải chống ở nhiễm độc.
Khi những cái hoại tử này ra thì nó rất nhiều các cái độc tố nó phóng thích ra ngoài trong cơ thể nó cũng rất là nặng nề, cho nên chúng ta phải xử lý không chỉ cắt cái ruột thừa mà chúng ta phải làm sạch được cái ổ bụng. Đấy là cái thể này nó rất là nặng. Cái thể thứ hai trong cái việc tiến triển này là cái viêm ruột thừa thể tắc. Viêm ruột thừa thể tắc thì nó giống như một cái tắc ruột, và ở đây thì nó hay gặp nhất ở người già. Nó diễn biến rất là chậm, diễn biến rất là chậm. Đau bụng của nó thì từng cơn, bởi vì nó đã có một cái chuyện, nó cũng có một cái dấu hiệu giống như tắc đó, và kèm theo cái sốt. Cái chụp ở đây chúng ta có thể thấy các cái quai ruột giãn ra, có mức nước, mức hơi ở cái hố chậu phải hoặc là trong cái tiểu khung. Cái này hay gặp nhiều trong cái viêm ở cái lồng ruột mãn tính người già, cá ruột thừa lẫn manh tràng nó lộn vào nhau lên. Thế và nó viêm, nó biểu hiện như là một cái tắc. Thì đấy là cái viêm ruột thừa thể tắc đó. Và một cái loại nữa là viêm ruột thừa mà do ký sinh trùng, có loại tiến triển. Trước ở đây cụ thể nhiều nhất là do giun. Hay gặp nhất là gì, là sau khi chúng ta tẩy giun độ 1 2 ngày bắt đầu giun lúc ấy nó mới ngấm thuốc, nó chạy lung tung phèo, nó chui cả vào xuống ruột thừa. Thì bây giờ thì nó đỡ hơn ngày xưa. Bây giờ thì đời sống xã hội chúng ta lên cao, thế rồi là vệ sinh của chúng ta tốt hơn, ý thức người dân nó tốt hơn, cho nên là chứ ngày xưa những cái vấn đề giun gần như thường xuyên. Ngay bản thân tôi có những cái thời gian tôi mổ vào những cái ca như thế này, mình phải mở đến 3 lỗ thì mình lấy gần 1 chậu giun, tức là căng từ hồi mình hồi hồi tràng cho đến tận tâm vị, tức là dạ dày căng cứng đấy, rất nhiều giun như thế. Thế bây giờ thì những cái bệnh lý do giun tắc, do giun hoặc viêm nhiễm này nó ít hơn nhiều. Thì đấy là cái để nói là cái giun là một cái nó gây viêm ruột thừa chui vào đấy. Thế thì trong những trường hợp này rõ ràng viêm ruột thừa nó sẽ biểu hiện bằng cái đau từng cơn, mỗi lần nó rút nó chui nó thúc vào thì là đau. Nó khác với cái viêm ruột thừa vừa rồi là vừa đau tức tức liên tục âm ỉ đúng không? Thế đấy là cái đó, cái này có thể sốt hoặc không sốt. Thế đấy, và hố chậu phải chúng ta thấy nó đau có cái phản ứng nhẹ, thì đấy là cái thể của chúng ta, đây là viêm ruột thừa do ký sinh trùng. Có cái thể nữa trong cái viêm ruột thừa tiến triển là cái viêm ruột thừa do lác. Nó cũng có thể có đó. Thì nó một là nó có thể trên một bệnh nhân bị lao, có thể lao đâu đó, lao màng bụng, lao hạch, lao xương hay lao cái phổi cái gì đó. Và sau đó thì nó bị cái, hoặc cũng có những trường hợp không có cái tiền sử, nó cũng có thể gặp. Thế đấy là cái nhất. Cái thứ hai là tiến triển nó chậm, tiến triển chậm, và cái triệu chứng ở đây nó không rõ ràng, Đấy. Khi chúng ta mổ ra những trường hợp này thì ruột thừa nó cũng sưng to, và nó khác biệt với cái trường hợp khác là chúng ta thấy gì, nó có các cái hạt kê vàng hoặc màu trắng, cái hạt kê màu trắng giống như cái hạt kê ấy, nhưng màu trắng mà rải rác ở cái thanh mạc này, mạc treo này. Thế còn những cái dịch tiết ra ở xung quanh cái hố chậu phải, thậm chí nếu mặn nặng hơn đầy cả bụng thì cái dịch màu vàng. Trong những trường hợp này chúng ta có thể xét nghiệm. Xét nghiệm là một là người ta xoay tươi, lấy cái dịch đó người ta xoay tươi. Để hai là người ta nuôi cấy, có thể tìm ra được cái tế bào mãn liên để trực khuẩn lao. Thì như vậy là người ta sẽ xác định được. Và trong những trường hợp này ngoài cái việc ấy là chúng ta phải điều trị gốc của nó là cái bệnh lao. Đấy, cắt ruột thừa nhưng chúng ta phải phải điều trị được cái bệnh lao. Nếu không có nó sẽ không liền. Ở trên cái nền bệnh nhân bị lao nó không liền và nó bục xỉ. Và điều trị cái lao thì chúng ta biết rồi, phải điều trị ít nhất là 6 đến 9 tháng. Chứ không phải là chúng ta chỉ có điều trị một đợt một tuần hay là 10 hôm cũng được. Thì đấy là cái các cái thể lâm sàng thì nó có một số các cái thể như vậy. Sau đây có lẽ mời các anh chị chúng ta nghỉ giải lao một chút nhỉ.
Vâng ạ. Vâng ạ. Phần trình bày của thầy, thế các anh chị có hiểu được không nhỉ? Có Có thầy được ạ. à, rồi cảm Dạ. ơn Cơ em. bản đấy nè. À, cảm ơn em. Hay rồi. Như vậy là chúng ta bắt đầu được chưa? Vâng ạ. Dạ. Như vậy là chúng ta đã nghiên cứu các cái thể lâm sàng. Thì sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu đến cái tiến triển của bệnh nó sẽ như thế nào. Cái tiến triển mà một cách không được can thiệp ấy, thì nó viêm phúc mạc toàn thể. Thế thì cái ruột thừa nó sẽ bị hoại tử đi. Nếu chúng ta nó không được điều trị thì nó sẽ tiếp tục vỡ ra và nó vào ổ bụng gây ra viêm bụng. Tức là toàn bộ cái ổ bụng của chúng ta sẽ chứa mủ hoại hoại tử. Đấy. Thế và nếu chúng ta mở cái bụng này ra lúc này thì có thể là như nước cống và nó tối 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 cả cái phòng mổ luôn. Đó. Thì những cái trường hợp này thường nó sau 48 giờ. Thế còn đối với người già thì chúng ta nhớ rằng là vì là cái sức đề kháng của người ta kém, đó, yếu cho nên là nó có thể muộn hơn 3 đến 5 ngày sau. Đấy, như vậy càng để muộn thì có nghĩa là tình trạng nó càng nặng. Về lâm sàng thì bệnh nhân sẽ có cái gì đau và nó đau lan ra khắp cả bụng, lúc này nó không phải ở hố trộm phải nữa mà cả cái bụng nó đau. Thế và cái thể trạng nhiễm trùng, nhiễm độc, mặt thì hốc hác, sốt cao và thậm chí có thể rét run, vì là những cái trường hợp này nó nhiễm 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 độc, và đặc biệt là các cái vi khuẩn gram mâm nó gây ra những rét run. Rét run. Nhưng mà bụng thì chướng này, cảm ứng phúc mạc toàn cái thành bụng là chỗ nào sờ vào bệnh nhân đau hết, bệnh nhân gạt tay ra hết, đúng không? Và chúng ta khai thác tình tiền sử vì lúc này nó cũng còn là đau ở hố trộm phải nữa, đó. Cho nên chúng ta phải khai thác tiền tiền sử xem là trước đó bệnh nhân đau thế nào, thì nó có cái tiền sử là đã từng đau hố trộm phải trước đó, có thể sau mấy ngày đó hoặc là một ngày hoặc 2 ngày hoặc là bao nhiêu giờ đó. Thế thì như vậy chúng ta lại khai thác cái tiền sử để chúng ta chẩn đoán cái nguyên nhân. Thì đấy là cái thể thứ nhất là viêm màng bụng toàn thể. Cái loại thứ hai là viêm màng bụng thùy hai, hay còn gọi là viêm phúc mạc thùy hai cũng được. Thế thì cái viêm ruột thừa sau từ 24 đến 48 giờ thì các cái triệu chứng nó giảm đi, thậm chí là nó hết sốt, hết đau luôn. Đó. Tức là gì? Đây là cái giai đoạn mà nó đã được cái tạng xung quanh, thế rồi là cái sức đề kháng do mạch cầu đại thực bào nó đến, nó xâm nhập vào, nó khoanh vùng lại, mạc nối lớn khoanh lại, tức là cái viêm nhiễm nó không lan rộng ra nữa ở trong đó. Như vậy là bệnh nhân sẽ không bị tác động gì thì đối với toàn thân, cho nên là các triệu chứng lúc đó chúng ta thấy nó giảm. Nhưng sau đó nó lại đột ngột đau trở lại và toàn thân bắt đầu đi vào suy sụp. Tức là giai đoạn này nó bị vỡ, nó vỡ cái màng bọc đó và nó ào vào trong ổ bụng. Đấy, thì nó gọi là viêm phúc mạc thùy hai, nghĩa là như vậy. Thì như vậy là lúc mà nó xuất hiện trở lại thì bệnh trạng nó nặng lên rất là nhiều, thậm chí là bệnh nhân có thể choáng luôn, sốc nhiễm trùng luôn. Thì đấy là cái thứ nhất, viêm màng bụng. Thế còn cái dạng thứ hai nó tiến triển làm sao? Áp xe ruột thừa. Áp xe ruột thừa. Thế thì ruột thừa nó viêm mủ, nó được nối các cái mạc nối, thế rồi được các cái tạng, cái quai ruột, quai diếc nó bao bọc lại, nó tạo thành một cái ổ, nó như một lớp vỏ xung quanh, nó che chắn, nó đắp xung quanh, nó không cho anh tràn mụn nữa. Đấy. Thế thì về lâm sàng thì cái đau ở vùng hố trộm phải nó đau tăng lên. Thứ hai là bệnh nhân sốt dai dẳng. Thứ ba là cái vùng hố trộm phải này nó có một cái khối căng, chúng ta thấy sờ vào chúng thấy thấy nó căng.
Nắng thì nó sẽ thấy đau chói, đau chói ở vùng đó, liền với gai chậu thì chúng ta thấy cái da nó đỏ, tức là Cô nó dạy bạm đi chậm. đưa từ cứ làm xong lại cuốn cứ ở Thế đấy. và nắng thì chúng ta có thể thấy nó mềm, và cái dấu hiệu sóng vỗ, tức là chúng ta một ngón tay ta để ở một bên mà một ngón ở để bên đối diện, mà chúng ta ấn nhẹ nhàng chúng ta thấy như là có sóng vỗ dưới tay, tức là nó có mù, dưới đó. Thì đấy là cái loại áp xe. Thế còn cái loại nữa, một cái dạng nữa nó tiến triển đấy là đám quánh ruột thừa. Đám quánh ruột thừa, thế đám quánh ruột thừa ở đây tức là cũng là bị các cái mạc nối này, các cái tạng bao bọc lại này, và nhưng mà nó lại không bị hoại tử. Thế còn cái áp xe kia nó hoại tử, nó thành mủ. Thế còn anh này thì lại không hoại tử, cho nên nó thành một cái đám cứng, thành một cái đám cứng. Đó. Tiêu nó không tiêu, nhưng mà làm mủ thành mủ, nó không làm mủ. Thế mà những trường hợp này thường do cái sức đề kháng thì người bệnh nhân nó tốt. Đấy. Thứ hai là do chúng ta điều trị kháng sinh, ở nhà người ta uống kháng sinh, ví dụ thế, thì may mắn là nó lại trở thành sang cái thể này. Đó. Cũng không không tiêu được mà cũng không khỏi được, thế thì nó uống kháng sinh hoặc là cái sức đề kháng nó người bệnh tốt đó. Thế và thường thì bệnh nhân đến viện sau khi một cái đau hố chậu phải này chừng độ 3 đến 5 ngày, tức là 3 đến 5 ngày nó có ổn ổn rồi, nó đỡ rồi, nhưng nó không hết, bụng nó vẫn cứ cứng đóng bánh đó. Về lâm sàng thì bệnh nhân có thể sốt 37 độ 5, 38 độ, và hố chậu phải thì nó có các cái đám cứng chắc, nắng thì đau, ranh giới thì rõ có. Thì đấy là những cái dấu hiệu lâm sàng mà chúng ta có thể thấy. Như thế mà trong trường hợp này, cái trường hợp này thì chúng ta cần phải điều trị kháng sinh, tức là cái riêng cái đám quánh này chúng ta phải điều trị kháng sinh đó. Cho cái tình trạng viêm nó ổn định đi, sau đấy chúng ta sẽ hẹn theo dõi. Thì nó có thể sau khi chúng ta theo dõi có khi được 3 tháng, 6 tháng chúng ta kiểm tra thì nó có thể nó ổn định và không cần phải can thiệp nữa, tạm thời như thế. Và cái loại thứ hai là nó trở thành áp xe giống như cái thể thứ hai. Và trong trường hợp này thì chúng ta phải tiến hành là phẫu thuật trích sạch mủ, dẫn lưu mủ. Thì đấy là cái thể thứ ba chúng ta thấy như vậy. Ở đây thì chúng ta sẽ phải chẩn đoán phân biệt, đây là cái điều quan trọng. Nếu chúng ta không phân biệt được thì có khi chúng ta lại chẩn đoán nhầm. Chẩn đoán phân biệt đầu tiên với thủng dạ dày. Thế thì nhiều người nói rằng là bây giờ thì thủng dạ dày tít ở trên thượng vị gần cái này ở hố chậu phải, sao nhầm được? Đó. Thì xin thưa rằng là chúng ta nhớ cái triệu chứng của viêm thừa, có khi nó đau đầu tiên nó ở trên thượng vị cơ mà, đúng không? Thế thì cái thủng dạ dày nó đau thượng vị nó có thể xảy ra. Cái thứ hai là khi mà thủng dạ dày rồi thì nó dẫn đến cái gì, các cái dịch chiếc và dạ dày nó chảy ra mà nó đọng ở dưới hố chậu phải, thì như vậy chúng ta ấn hố chậu phải cũng đau, đó. Thế thì nó sẽ có cái chuyện như thế. Như vậy, thế thì những trường hợp như thế này chúng ta phải khai thác và chúng ta phải khám kỹ đó. Cái phản ứng mà mạnh nhất của nó ở trong thủng dạ dày thì nó phải ở thượng vị, và cái đau của thủng dạ dày nó khác với cái đau của viêm ruột thừa. Đau ruột thừa là đau tức kia, đau liên liên tục và đau như dao đâm xuyên sau lưng đó. Hai cái đau tính chất nó khác nhau. Thế còn viêm tụy cấp cũng vậy, cái tụy nó nằm ngay ở cái đấy, chỗ 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 đổ ra cái tá tràng đấy đó. Thì cái viêm tụy cấp nó cũng đau nhưng chủ yếu dữ dội là ở thượng vị, và nó liên quan đến bữa ăn đó, liên quan đến cái bữa ăn mà nó đau như vậy là toát mồ hôi ra, thường là sau những cái bữa ăn thịnh soạn thì nó xảy ra cái việc đó. Hay là cái viêm túi mật thì cũng thế, nó cũng vị trí như thế, thì chúng ta ấn cái điểm đau chính của nó lại là điểm mớp phi, tức là ngay cạnh mũi ức, cạnh mũi ức bên phải. Thì đấy là cái những cái phân biệt để mình có những cái phân biệt. Một loại cũng có thể gặp đấy là cái viêm túi thừa Mecken. Cái túi này thì hiếm khi, thỉnh thoảng ít khi thì có những người người ta có, thường ở trẻ em. Nó cũng dạng cái dạng túi thừa ngày xưa, nhưng mà
đến khi mà trưởng thành đa phần là nó tiêu đi hết, không còn nữa, nhưng có một số ít được còn lại gần với vị trí ruột thừa. Thì những cái này khó chẩn đoán, nói thật ra là rất khó chẩn đoán, nhưng nếu có chẩn đoán nhầm cũng không sao cả, bởi vì là ta mổ ra cùng cái vị trí đó, ở vị trí đó ta có thể tìm được cái, và chúng ta có thể can thiệp phẫu thuật không sao cả. Viêm phần phụ của chửa ngoài dạ con và u nang mổ trứng là những cái cơn đau của nó là dữ dội, đau dữ dội, thí dụ chửa ngoài dạ con vỡ hay là u nang mổ trứng xoắn đau ghê gớm, và chúng ta có thể sờ thấy khối. Và cái này thì có thể nó liên quan cả đến cái chu kỳ hành kinh hay các chu kỳ hành kinh, và cái điểm đau là cái điểm cladon đó, chứ nó không phải là đau ở cái điểm mắc bụng này, thì chúng ta có thể phân biệt. Lồng ruột ở người già chính cái vị trí lồng ruột là cái chỗ ruột thừa manh tràng đấy. Thì chúng ta lại thấy chủ yếu là bệnh nhân sẽ đau từng cơn, và cái hố chỗ phải nó rỗng bởi vì nó lồng vào nhau lên tận đến góc gan. Đấy. Thế thì X-quang trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy nó có một cái khối, và sờ chúng ta cũng có thể thấy. Thì đấy là cái. Chứ còn sỏi nhiều quản thì nó cũng thế, đau từng cơn. Và cái điểm đau chính là điểm đen 1/3 ngoài đường nối gai chéo trước trên, và cái đau lan xuống bộ phận sinh dục. Để chúng ta lưu ý như thế. Viêm đáy cơ đáy trong thì cái này chủ yếu là cái khối cơ bên phải căng này, và luôn luôn bệnh nhân ở tư thế co bụng, co áp đùi vào bụng đó. Như vậy cái triệu chứng của cái cơ chân ảnh hưởng đi, co duỗi không duỗi được ra thẳng. Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt có thể gặp đó. Điều trị nói chung đau bụng thì y học cổ truyền của mình điều trị cái gì nhỉ? Thường trong y văn y học cổ truyền đôi khi có cái điều trị gì với đau bụng, thường là nó có một cái câu cũng như đùa là đau bụng lấy bụng mà trường, nhược bằng không khỏi thì hoắc hương với gừng. Thế nhưng mà trong trường hợp này thì không được động đến, đúng không? Trong trường hợp này chúng ta phải chẩn đoán ra và phải xử lý bằng phẫu thuật chứ không phải dùng thuốc được. Khi có chẩn đoán xác định thì chúng ta phải phẫu thuật. Đấy, chúng ta phải phẫu thuật, nhớ như thế. Cho nên là khi chúng ta đã chẩn đoán là các cái bệnh ngoại khoa nói chung và bệnh thừa nói riêng là chúng ta phải xác định như thế, đừng có giữ lại và chúng ta chữa long quăng làm gì cả. Đó. Có thể mổ mở hoặc là có thể mổ nội soi. Mổ mở ở những cái cơ sở mà chúng ta có thể là hiện nay chưa có điều kiện về trang thiết bị cũng như chưa có điều kiện về kỹ thuật về con người, thì chúng ta có thể mổ mở. Hoặc là những cái trường hợp đến muộn ta mổ mở để chúng ta có cái điều kiện lau rửa ổ bụng nó tốt hơn là mổ soi. Thế thì đấy là cái nguyên tắc là như vậy. Với cái viêm ruột thừa cấp mà khi đến sớm trong vòng 24 giờ ruột thừa chưa vỡ, thì chúng ta nếu mổ mở chúng ta rạch cái đường mắc bụng đây, tức là chúng ta rạch độ khoảng từ 5 đến 7 phân, thì vuông góc với cái điểm mắc bụng đây, trên cái đường nó vuông góc đó, thì chúng ta mở ra và chúng ta tìm cái ruột thừa. Thì trong cái tìm ruột thừa ở đây thì người ta rất chú ý đến giải phẫu, đấy là cái gốc của nó ở cái nơi tụ họp của ba cái giải cơ. Đấy, chúng ta vừa học giải phẫu trên, cho nên là biết cái giải phẫu đó nó rất quan trọng, bởi vì không phải lúc nào nó nằm ở chỗ đấy đâu. Nhiều khi chúng ta moi mãi chúng ta chẳng tìm đi thấy đâu, nó quặt ngang quặt ngửa ví dụ như thế, thì chúng ta phải lần trên cái giải cơ đó để chúng ta tìm. Thì đấy là cái rất là quan trọng. Thế thì mổ ra chúng ta để làm gì? Một là cắt cái ruột thừa ở gốc, vùi gốc lại, phục hồi lại thành bụng theo các cái lớp, theo các cái lớp. Thường thì người ta sẽ khâu thì một là cái lớp phúc mặt với nhau, sau đó khâu các cái lớp cơ với nhau, và sau đó thì khâu da, tức là bình thường là người ta thường mổ khâu ba lớp đó. Đấy. Thế còn mổ nội soi thì người ta chỉ chọc các cái ống nội soi vào, ống rửa dẫn lưu nữa là ba ống, người ta thường là đi qua các cái đường cạnh rốn để cho nó đỡ cái thẩm mỹ đỡ xấu đó. Thì đấy là
thì nó các cái kỹ thuật nó cũng để đảm bảo cái vấn đề cắt ruột từ khâu vùi và đóng thành bụng vậy thôi. Thì đấy là tất cả những cái nguyên tắc của cái điều trị phẫu thuật nó như vậy. Thế còn trong trường hợp mà bệnh nhân bị viêm màng bụng khư trú, viêm phúc mạc khư trú do viêm ruột thừa thì người ta cũng cắt ruột thừa vùi gốc dẫn lưu hoặc là không dẫn lưu. Và cái đường mổ trong trường hợp này người ta phải mổ rộng, đủ rộng chứ không ham quá mổ gọi là mổ hẹp để cho thẩm mỹ không cần thiết, mà chúng ta phải mở rộng ra để chúng ta dẫn lưu được nhiều các cái bẩn mủ hoại tử để chúng ta dẫn lưu ra. Và có thể phẫu thuật nội soi cũng được nhưng mà phải đảm bảo được lau sạch bụng. Đấy, thì trong đối với cái viêm màng bụng khư trú như vậy. Thế còn viêm màng bụng toàn thể hoặc là viêm tiểu khung do viêm ruột thừa thì chúng ta cắt ruột thừa lau sạch dẫn lưu và ra ở, có nghĩa là như thế nào? Anh cắt ruột thừa giống như cái, những cái trường hợp viêm ruột thừa kia rồi nhưng mà phải lau sạch, nhiều khi là chúng ta phải dùng đến là 2-3 lít huyết thanh đổ vào bụng xong đầu khoắng như là rửa rau sống thì nó bẩn, rất bẩn, thì hút ra rửa đi rửa lại như thế. Nhưng mà tất nhiên kể cả rửa như thế nó vẫn chưa được đảm bảo. Đấy, sau đó lại phải đưa tiếp một cái ranh dẫn lưu. Để nói như thế để chúng ta thấy là khi mà chúng ta để muộn nó phức tạp. Thế còn thì cái da hở thì là người ta khâu một lớp thôi. Người ta để cái không khâu một lớp da, người ta chỉ khâu từ cơ vào trong. Như vậy nó sẽ có cái gì? Đôi khi chúng ta đi như khám cho bệnh nhân hoặc là người quen mà chúng ta thấy ai mổ như thế thì đừng vội chê bác sĩ mổ, là bởi vì trong trường hợp ấy người ta phải mổ như vậy, để phải khâu như vậy để làm sao để cho những cái bẩn còn tiếp tục ở trong nó sẽ chảy qua chân chỉ ra ngoài, chứ chúng ta đóng nhiều lớp là nó lại như cái cống nó tắc ở trong ấy, nó không thoát được ra thì bệnh nhân sẽ nguy cơ nhiễm trùng rất là cao. Đó. Thế nên chúng ta lưu ý như vậy là cái hậu phẫu của anh này nó sẽ nặng nề lên rất nhiều, nặng nề rất nhiều, sẹo sẽ xấu hơn, thuốc kháng sinh phải dùng nhiều hơn, hồi sức nhiều hơn. Đó. Và cái thời gian mà lành thương rất là chậm. Thì đấy là cái viêm màng bụng toàn thể chúng ta lưu ý như vậy. Đường mổ thì người ta trong trường hợp này người ta thường hay mổ đường trắng bên hoặc là cái chừa đường trắng giữa, tức là chính giữa, chính giữa ở dưới dưới rốn, hoặc là đường trắng bên tức là bờ ngoài của cái cơ thẳng to bên phải. Thì chúng ta thấy đây cái đường thường là như vậy. Thế còn trong cái trường hợp mà áp xe ruột thừa thì người ta làm gì? Thì người ta đường vẫn đi vào ngoài phúc mạc, tức là người ta rạch ngay từ cái đường ngoài ra, người ta đi luôn vào cái ổ bụng để người ta dẫn lưu ra, tháo mủ ra. Đó. Thế như vậy là nó đi ngoài phúc mạc, nó không động chạm gì vào trong bụng của bệnh nhân cả, nó không động chạm trong bụng của bệnh nhân cả, và cái dẫn lưu mủ là chính. Thế còn nếu như là nó thuận lợi cắt ruột thừa dễ thì tiến hành cắt ruột thừa luôn, còn nếu mà khó khăn dính riếp các thứ rồi mủ thì người ta cứ kệ, người ta cứ để như vậy. Thế thì đấy là cái áp xe ruột thừa, và sau đó thì rất là phức tạp mà nó phải theo dõi thêm. Thế còn đám quấy ruột thừa, cái dạng đám quấy ruột thừa thì người ta không có chỉ mổ cấp cứu, nhớ như thế, và người ta theo dõi sát cái bệnh nhân này, có thể hẹn cho bệnh nhân hẹn để mổ theo chương trình sau 3 tháng quay lại, cũng có thể 3 tháng sau nó trở thành áp xe, hoặc là nếu nó có cái gì cái dấu diễn biến gì bất thường đặc biệt thì người ta có thể đến trước hẹn. Thì đấy là cái nguyên tắc trong cái xử lý chúng ta lưu ý như vậy. Thế còn nếu mà chúng ta điều trị xong này nó lại ổn định rồi thì có thể không can thiệp nữa, phẫu thuật được gì nữa. Đó. Thế còn nếu ổn định thì cẩn thận chúng ta phải mổ cắt cái ruột thừa đi cho nó yên tâm. Đó. Thì đấy là cái, thế mà đặc biệt ở những cái vùng xa xôi hay gì là người ta thường người ta phải mổ cắt, chứ còn đến cái vùng nó khó khăn, đặc biệt là ví dụ như ở Nga ngày xưa là những cái vùng Siberia đi công tác xa mà đường xá khó khăn người ta phải mổ cắt ruột thừa trước, ví dụ thế. Thì đấy là cái phần điều trị phẫu thuật, thì cái nguyên tắc chúng ta lưu ý một số các cái nguyên tắc như vậy. Thế còn biến chứng của nó thì chúng ta sẽ có thể gặp cái gì nhỉ? Nguy cơ bụng tắc,
đấy, do chỗ chúng ta không buộc cái động mạch ruột thừa đấy nó có thể bị tuột viêm nhiễm rồi nó tuột ra chảy máu trong, bệnh nhân sẽ có cái dấu hiệu mất máu đó, thế rồi là chảy qua vết mổ, chảy qua dẫn lưu. Đấy, chúng ta sẽ phải kiểm tra lại các cái xét nghiệm máu huyết sắc tố giảm, nhiều khi thì chúng ta phải mổ lại, thì cái đấy là cái. Thế rồi chảy máu vết mổ thì cái này có thể chúng ta sẽ nhìn rất là kỹ rồi, rõ rồi thì chúng ta băng ép lại, còn nếu nó không ổn nữa thì chúng ta phải đưa lên tiểu phẫu để chúng ta khâu lại, nó ít gặp thôi. Bây giờ với trình độ bác sĩ thì người ta không không có vấn đề gì. Áp xe thành bụng thì viêm tấy thành bụng, đây là những trường hợp mà do chúng ta khâu không tốt, đóng cái thành bụng không tốt, cũng áp sát vào, thế rồi điều dưỡng thay băng không nặng ký, cho nên là nó ứ động dịch ở ngay cái vết mổ khâu, và nó sẽ dẫn đến cái việc áp xe rồi viêm tấy. Áp xe cuối cùng đục là có thể gặp đó. Thì là đấy là một cái, tức là nó đọng dịch ở dưới cùng, cái đáy cùng, cái túi cùng thấp nhất ấy, người ta gọi là túi cùng Dukla. Trong trường hợp này thì bệnh nhân cứ sốt dai dẳng rồi phân thì đi ngoài phân nhầy tiêu chảy, bệnh nhân cứ đau bụng dai dẳng, người suy kiệt dần lên đó. Thế thì trong trường hợp này chúng ta có thể siêu âm đấy, và chúng ta cũng có thể khám bệnh nhân mà chúng ta sờ cái túi Dukla căng ấn thì bệnh nhân đau chói, để gọi là tiếng kêu Dukla, chính là cái dạng như này, cái dấu hiệu tiếng kêu Dukla, tức là cái túi cùng nó căng đầy ra, khi chúng ta ấn vào cái đầu chói kêu toáng lên đó, thế gọi tôi tiếng kêu Dukla đấy. Thì cái áp xe Dukla do phân cũng có thể đó, do phân cũng có thể, ví dụ như cái trường hợp như áp xe ruột thừa đấy, sau nó mủn ra rồi từ cái gốc ruột thừa phân ở manh tràng do ra, hoặc là những cái bục toác vết mổ rồi bục chỉ mà chúng ta buộc đấy thì nó cứ do ra. Đó, sau đấy thì cứ do mãi phân ra rất lằng nhằng, cái tình trạng bệnh nhân nó sẽ dẫn đến suy kiệt, và chúng ta phải xử lý cho nó, điều trị vài tháng rất là mệt mỏi. Thì cho nên là nói tóm lại những cái trường hợp đấy là trường hợp mà chúng ta cố gắng phát hiện sớm và điều trị sớm thì chúng ta sẽ ngăn chặn được các cái vấn đề trên. Thử xem về vấn đề cái bài viêm ruột thừa thì các anh chị có cần hỏi cái gì không? Có vấn đề gì mà chúng ta chưa rõ không? Thầy giảng dễ hiểu ạ. Vâng. Rồi, cảm ơn em.